lâu lâu anh em mình phải đi ăn sáng với nhau cho nó thấm thiết tình cảm anh em nhé anh. Bát này chả lấp nè. À, vâng chị. Bát này chả viên của anh nhé. À, em mời. Có làm gì dâm không? Cô ơi, cô bán cho tôi 10.000 có được không? À, chị ơi, chị thông cảm giúp em ạ. Ở đây rẻ nhất cũng phải 25.000 rồi ạ. Em không bán được bát 10.000 đâu ạ. Cô bán cho tôi ít ít thịt đi cũng được. Chị thông cảm giúp em. Em bán cũng phải có lãi chứ ạ. 10.000 nó không bán được đâu ạ. Bán cho chị ấy đi, tí tôi trả tiền cho. Thế là anh trả tiền nhá. Ừ. Dạ vâng, thế chị vào ngồi đi ạ. Chị ơi, vào đây con. Vâng. Thế dạ. Dạo này thi cử thế nào con? Mẹ không phải lo. Con ăn đi cho nóng, mẹ ăn rồi. Vâng, con xin. Dạo này làm sao ấy, bụng mẹ nó như thế nào ấy, thỉnh thoảng nó cứ sôi ọc ọc lên. No rồi vẫn cứ sôi. Bún gì mà ba lộng bỗng như này. Cái thì mấy tí này, nước thì nhạt tịch ra. Con nuốt làm sao được? Mẹ thấy ngon mà con. Ngon thì mẹ đi mà ăn. Thôi không ăn đâu, con ra chỗ khác con ăn. Chiều còn đi học. Chí, chí. Ai đấy? Em chào anh ạ. Em thấy là bên mình đăng tin tuyển trên mạng là tuyển người dọn dẹp vật liệu xây dựng đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Em xin đứng tuyển ạ. À, vật liệu ấy thì ở đằng sau nhà tôi. Nhưng mà phải đẩy xe rùa ra tập kết ở bãi rác đấy. Em làm được ạ. Nhưng mà này. Dạ. Tôi tưởng cậu là sinh viên, chiều nay bận đi học cơ mà. Dạ. À, chả là sáng nay tôi tình cờ gặp cậu ở quán bún chả ấy. Thấy cậu bảo với mẹ cậu là chiều nay cậu phải bận đi học. Mà này. Dạ. Tôi thấy mẹ cậu vất vả như thế mà mãi mới mua cho cậu được một bát bún, cậu lại không ăn, lại còn chê ỏng chê heo là thế nào hả? Không phải như thế ạ. Mẹ em tần tảo nuôi em như thế, em thương lắm. Nhưng mà nếu em không làm như vậy thì mẹ em sẽ không được ăn bún. Nhìn chú mày như thế mà cũng tinh tế với cả khôn hơn anh nhiều ấy nhỉ. Em nói dối mẹ em là chúng em đi học, em phải làm như vậy. Nếu không làm em sẽ nghiêm cấm em, không cho em làm thêm kiếm tiền ạ. Được rồi, anh nhận chú vào làm nhá. Đồ đằng sau ấy ra mà dọn. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Nhưng mà này. Dạ. Quần áo như thế này thì dọn dẹp làm sao được? Bẩn hết rồi lấy gì mà đi học? Em chuẩn bị đầy đủ hết đồ trong này rồi anh ạ. À, thế được rồi, vào đây. Dạ vâng ạ. Anh ơi, à? Xong rồi anh ạ. Xong rồi à? Vâng. Này, tiền công này. Em xin ạ. Anh ơi. Hả? Thưởng mất 100.000 ạ. Em lại không có tiền trả lại. Đây là số tiền thưởng anh dành cho chú. Bởi vì cái sự nhiệt tình và hăng hái nhá. Dạ. Mà này. Dạ. Cái chỗ rác đằng sau ấy, anh nghĩ là phải dọn khoảng một tuần đấy. Cho nên là từ mai cứ sang đây dọn nhá. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh ạ. Em chào anh. Về nhá. Vâng ạ. Sao đấy? Anh còn dùng cái thùng này nữa không ạ? Không, anh vứt đi rồi. Anh có thể cho em được không ạ? Cầm lấy. Chả là mẹ em đang nhặt ve chai ở kia. Ừ. Thế nào chút nữa mẹ em cũng qua đây. Em muốn xin anh để em để ở đây. Chút nữa mẹ em sẽ qua lấy ạ. Anh bảo rồi, cứ lấy đi. Vâng. Em bảo với anh ạ. Ừ. Này, dạ. Làm cái gì đấy? Em muốn dành tặng món quà này cho mẹ em anh ạ. Nhưng mà
À, anh hiểu rồi. Muốn đưa tiền cho mẹ nhưng sợ mẹ phát hiện ra là mình đi làm thêm rồi mẹ mắng đúng không? Vâng. Đưa đây. Gửi tặng người may mắn. Cảm ơn trời Phật giúp đỡ tôi. Này anh bảo. Dạ. Anh có cậu bạn mới mở quán cà phê mà đang thiếu nhân viên làm theo giờ. Chú có muốn làm việc ở đấy không? Thật hả anh? Thật. Nếu mà muốn làm thì mai sang đây, anh sẽ dẫn sang nhá. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Ờ. Em chào anh. Ừ.